Các bạn đã đến với kênh Mr. Zero bóng đá vui nhộn. Chúng tôi tổng hợp rất nhiều các tình huống từ những bàn thắng đẹp ngất ngây đến những pha cười ra nước mắt của các siêu sao sân cỏ trên thế giới. Nếu bạn là một fan bóng đá chính hiệu, đừng quên theo dõi kênh Mr. Zero thường xuyên nhé. Sẽ có rất nhiều video thú vị đấy. Nếu thấy video hay thì đừng quên bấm nút like, share và subscribe channel của mình. Xin chào. Bàn thắng là thứ không thể thiếu của bóng đá và nó làm môn thể thao vua đã cuốn hút lại còn cuốn hút hơn. Và sau đây là những siêu phẩm đẹp nhất mọi thời đại của làng túc cầu thế giới, cùng chiêm ngưỡng nhé. Vào ngày 12 tháng 10 năm 1996, trong trận đấu với Compostela trên sân khách, Ronaldo béo đã khiến cho tất cả phải sững sờ. Phút 36 của trận đấu, bóng tới chân Ronaldo ở đúng vạch giữa sân. Khoảng cách khi đó tới khung thành đối phương là 50m. Xung quanh ngôi sao sinh năm 1976 làm 4 cầu thủ Compostela. Mặc cho đối phương nắm, níu, kéo áo, Robéo vẫn thoát qua tất cả trước khi sút tung lưới đối phương. Mọi thứ chỉ diễn ra trong 10 giây. Và đây chính là một trong những bàn thắng giúp anh được phong danh hiệu người ngoài hành tinh trong lịch sử bóng đá thế giới. Huyền thoại Barca Samuel Eto'o đã từng ghi một siêu phẩm vào lưới của Panathinaikos tại Champions League mùa 2005-2006. Ở tình huống đó, Messi đi bóng rồi kiến tạo và một pha ra chân một chạm. Pha lập công này của báo đen được chọn vào danh sách 60 bàn thắng đẹp nhất lịch sử Champions League và cũng là bàn thắng đẹp nhất nhì của Eto'o trong màu áo Barca. Ở mùa giải đầu tiên bắt đầu trong thế kỷ 21, Arsenal đã có màn tiếp đón MU ở vòng 8 của Ngoại hạng Anh mùa 2000-2001 trên sân Highbury. Arsenal thể hiện lợi thế sân nhà ngay từ đầu trận với những màn ép sân cùng tốc độ chơi bóng chóng mặt. Phút 30, Thierry Henry nhận bóng trong tư thế quay lưng về phía Dennis Irquin. Anh gãy nhẹ để bóng bật lên rồi nhanh như cắt xoay người tung chân sút bóng, tạo ra một đường bóng với quỹ đạo bay, vô cùng khó lường. Đồng hương của Henry trong khung gỗ MU là Fabian Barthez đứng chôn chân nhìn lưới rung. Trong trận mưa gôn tại Borussia Park giữa Borussia Mönchengladbach và Bayern Munich, gã mặt sẹo Ribery đã đóng góp một tuyệt phẩm. Bàn thắng của anh đến vào thời điểm Munich vẫn đang bị đội chủ nhà dẫn trước 3-2. Nhận bóng từ đồng đội, ngôi sao người Pháp tung cú volley từ mép vòng cấm địa. Bóng bay thẳng vào lưới với tốc độ cao trong sự bất lực của thủ thành đội chủ nhà. Sau cú đấm bóng rất căng của Manuel Neuer, Stankovic quyết định tung ra cú volley từ khu vực giữa sân. Bóng đi căng nằm ngoài tầm khống chế của Neuer và bay vào lưới Sanker ngay ở phút thứ nhất. Tuy nhiên chung cuộc, Inter của Stankovic vẫn bất ngờ bại trận với tỷ số 2-5 ngay trên sân nhà. Một trong những ký ức đẹp nhất sự nghiệp của Iniesta là siêu phẩm vào lưới Chelsea ở trận bán kết lượt về Champions League mùa 2008-2009. Vào đúng phút bù giờ thứ 3, Andres Iniesta bất ngờ tung cú xuất xa hiểm hóc vào góc cao hạ gục Peter Cech. Bàn thắng quyết định ấy đưa Barca tiến vào chung kết Champions League với Man United.
Đội bóng Tây Ban Nha sau đó giành danh hiệu Champions League đầu tiên dưới kỷ nguyên của Pep Guardiola, mở ra thời kỳ thành công nhất lịch sử câu lạc bộ. Đội tuyển Anh phải có ít nhất một điểm trước Hy Lạp để giành vé tới World Cup 2002 trong trận đấu cuối cùng của vòng loại World Cup diễn ra tại sân Old Trafford. Tới phút bù giờ, tỷ số vẫn là 2-1 nghiêng về phía Hy Lạp. Đội tuyển Anh có pha đá phạt trực tiếp ở cự ly 25m sau khi Teddy Sheringham bị phạm lỗi. Beckham bước lên và thực hiện cú đá phạt đi thẳng vào lưới trong sự ngỡ ngàng của thủ môn Hy Lạp và vỡ òa của khán giả tại Old Trafford. Từ tội đồ tại World Cup 1998, Bates trở lại với vị thế người hùng của Tam Sư. Ngày 31 tháng 10 năm 2006, trong trận đấu với Barcelona ở vòng bảng Champions League 2006-2007, Frank Lampard ghi một bàn thắng ở góc sút và tư thế không tưởng, nhận bóng ở sát đường biên ngang và trong tư thế quay lưng với khung thành Barcelona. Ai cũng nghĩ Lampard sẽ tung đường chuyền bóng ngược lại cho đồng đội. Thế nhưng bất ngờ, cầu thủ nay đã thành huyền thoại Chelsea xoay lưng sút bóng bằng má trong, hướng thẳng vào khung thành trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Trái bóng bay vượt quá tầm với của Victor Valdes và nằm gọn trong lưới. Thời kỳ còn khoác áo cho quỷ đỏ vùng Merseyside, Alonso đã có rất nhiều pha xử lý bóng đầy chất nghệ sĩ và đặc biệt nguy hiểm với những cú nã đạn từ xa như pha ghi bàn trong trận gặp Newcastle năm 2006. Trước cú sút của Alonso, thủ thành Steve Harper bên phía Newcastle dù đã cố gắng hết sức nhưng cũng không thể làm gì hơn là vào lưới nhặt bóng. Fernando Torres đã có một bàn thắng xe đạp chổng ngược đầy đẳng cấp vào lưới Celta Vigo trong trận đấu tại vòng 22 La Liga mùa giải 2016-2017. Nhận bóng từ đồng đội trong vòng cấm, tiền đạo Tây Ban Nha bình tĩnh khống chế trước khi tung cú móc bóng rất đẳng cấp vào góc xa khung thành Celta Vigo. Quá bất ngờ với pha xử lý của Torres, thủ thành Miguel Angel Moza dù đã bay người hết sức nhưng vẫn không thể cản phá siêu phẩm của cầu thủ người Tây Ban Nha. Trong khuôn khổ giải vô địch quốc gia Brazil 2011-2012, tiền đạo Neymar khi ấy đã thể hiện kỹ thuật tuyệt vời khi vượt qua sự truy cản của hậu vệ đối phương, rồi tung ra cú dứt điểm khéo léo lốp bóng qua đầu thủ môn để ghi bàn. Đây là bàn thắng ấn định chiến thắng 2-0 cho Santos trước các cầu thủ Flamengo.
Vừa rồi là những siêu phẩm khó quên trong lịch sử bóng đá thế giới. Bạn ấn tượng với pha ghi bàn nào nhất? Bình luận bên dưới nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.